Xin chào tất cả các học sinh khối 11 trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Trong video ngày hôm nay, các em sẽ học về bài số 20 vật lý lớp 11. Đó là bài lực từ, cảm ứng từ. Trong bài này, các em sẽ học về hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là học về lực từ. Nội dung thứ hai là học về cảm ứng từ. Thì mời tất cả các em vào nội dung bài học ngày hôm nay như sau. Do đây là một cái bài lý thuyết mới, do đó những cái chỗ nào thì đầu mục chính thì các em sẽ ghi. Và những cái chỗ nào mà quan trọng thì cô yêu cầu các em ghi thì các em sẽ ghi. Và khi mà chỗ nào là cô nói là các em phần này các em chỉ nghe thôi, thì các em phần đấy các em không cần ghi nữa nhé. Như vậy các em vào phần một lớn là phần lực từ. Các em vào phần một nhỏ là về phần từ trường đều. Trong phần này thì theo phân phối chương trình mới thì đã là giảm tải bỏ qua rồi, là chỉ hướng dẫn các em tự đọc dưới sự hướng dẫn của cô. Thì trong cái phần này cô sẽ nhắc lại một chút. Như các em đã biết rằng là các em học về bài số 3, bài điện trường, cường độ điện trường, thì các em đã học về điện trường đều. Thì các em biết rằng là điện trường đều là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, cùng chiều và độ lớn. Đường xuất điện là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Thì tương tự như vậy, từ trường đều nó cũng định nghĩa tương tự như điện trường đều nha các em. Từ trường đều là từ trường mà các đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. Các đường xuất là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau. Và các em quan sát trên hình vẽ ở trên này thì là từ trường đều có thể được tạo thành giữa hai cực của một nam châm hình chữ U như thế này. Cực Bắc ký hiệu là chữ N màu xanh như thế này. Và cực Nam ký hiệu là chữ S màu đỏ. Thì các đường xuất của nó là đi từ cực Bắc, đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực Nam. Là những đường thẳng song song hướng từ dưới lên trên như thế này. Các em lưu ý cho cô nhé. Phần này thì các em cũng không cần ghi vào trong vở nữa. Phần này là giống kiểu hướng dẫn, tự đọc hướng dẫn của cô. Các em sang phần 2 nhỏ là phần xác định lực từ. Do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Mời tất cả các em ghi đề mục vào trong vở ghi của mình. Các em mà đã ghi xong bài rồi thì để hiểu hơn về cái phần này là do bây giờ các em đang học trực tuyến, do đó cô sẽ mở cho các em xem một cái thí nghiệm xác định lực từ mà ở trên YouTube, thì mời tất cả các em cùng theo dõi nhé. Đây, tất cả các em cùng theo dõi cái thí nghiệm ở trên YouTube này. Sau đó các em sẽ vào bài học chính ngày hôm nay nha. Lực điện từ và quy tắc bàn tay trái. Xét cái đoạn dây dẫn đặt trong từ trường của nam châm chữ U. Lưu ý là từ trường đều nha các em. Chút màu đỏ là dương, màu đen là âm. Đây, dòng điện sẽ đi từ cái chất màu đỏ này đi xuống. Đi xuống từ phía bên này. Rồi đi vòng qua. Và đi lên về cực âm của nguồn điện. Đóng công tắc, chúng ta quan sát. Ta thấy là đoạn dây dẫn trong từ trường bị đẩy ra ngoài. Thì cái lực mà từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn đó, ta gọi là lực điện từ. Trong trường hợp này, nam châm, cực bắc của nam châm ở trên, nam ở dưới, thì đường xuất từ là có chiều là đi từ trên xuống dưới, ra bắc vào nam. Bây giờ chúng ta đổi hai cái từ cực lại. Khi đó cực bắc nằm dưới, lúc này chiều đường xuất từ đi từ dưới lên. Đóng công tắc. Chúng ta thấy lúc này đoạn dây dẫn bị hút vào
tức là chiều của lực điện từ đã thay đổi so với trước. Hồi nãy thì đẩy ra, bây giờ là hút vào. Vậy ta thấy rằng khi chiều đường sức từ thay đổi thì chiều của lực điện từ cũng thay đổi theo. Đây, hồi nãy dòng điện là chạy theo chiều này. Bây giờ chúng ta đổi chiều dòng điện. Đóng công tắc. Chúng ta quan sát tiếp. Hồi nãy là nó hút vào. Yeah, bây giờ là nó đẩy ra. Chúng ta quan sát lại hiện tượng để dễ thấy hơn. Đây, đóng công tắc chúng ta thấy đẩy. Đoạn dây dẫn bị đẩy ra, tức là lực chiều của lực điện từ lúc này là hướng ra. Khi chiều của lực chiều đường sức từ hướng từ dưới lên thì trong trường hợp này đoạn dây dẫn bị đẩy ra ngoài. Bây giờ chúng ta như vậy chúng ta kết luận là chiều lực điện từ phụ thuộc vào chiều của đường sức từ và phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Phụ thuộc như thế nào? Nó là phụ thuộc vào cái theo cái quy tắc bàn tay trái. Bây giờ chúng ta trả lại là dương đây, dòng điện sẽ chạy từ đây xuống đây, chạy qua đây. Chiều đường sức từ lúc này đang từ trên xuống. Quy tắc bàn tay trái nói như thế nào? Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến đầu ngón tay hướng theo chiều dòng điện. Thì ngón cái trở ra cho chiều của đường sức từ. Đây, lúc này đường sức từ đang hướng từ trên xuống. Vậy chúng ta sẽ đặt bàn tay để các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều dòng điện đang chạy theo chiều này. Vậy chúng ta quay bàn tay lại. Vậy khi đó trong trường hợp này, lực điện từ sẽ hướng ra theo ngón cái. Đây, bây giờ chúng ta quan sát. Đây, chiều lực điện từ hướng ra, đẩy cái ống dây đi ra ngoài, đẩy cái đoạn dây ra ngoài. Bây giờ chúng ta đổi chiều đường sức từ, lúc này cực bắc nằm dưới. Vậy lúc này chiều đường sức từ hướng từ dưới lên trên. Chúng ta đặt bàn tay trái để các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều dòng điện là ta quay tay lại để cho nó theo chiều dòng điện. Vậy khi đó ngón cái chúng ta lúc này chọn ra 90 độ chỉ vào trong. Vậy trong trường hợp này lực điện từ sẽ tác dụng đoạn dây dẫn hướng vào trong. Đóng công tắc chúng ta quan sát. Đây. Bây giờ chúng ta đổi chiều dòng điện. Chốc màu đen lúc này nó trở thành là cực dương ha. Vậy dòng điện chạy từ chốc màu đen này đi xuống. Xuống đây. Rồi. Chạy qua bên kia. Vậy chiều dòng điện đi theo chiều này. Vậy ta đặt bàn tay trái như thế này. Chiều đường sức từ hướng từ dưới lên, hướng về lòng bàn tay mình. Con cái chọi ra ngoài. Như vậy thì lực điện từ trong trường hợp này sẽ đẩy cái đoạn dây ra ngoài. Chúng ta quan sát. Đây, đó là phần nghiệm. Bạn mất bao lâu để học 1.500 từ mới tiếng Anh? Học kiểu truyền thống. Như vậy là các em mới vừa đã xem xong về cái phần thí nghiệm về xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Và lưu ý cho cô là cái từ trường đều này là có trong nam châm hình chữ U nhé. Sau đó thì tất cả các em quan sát vào trong cái hình vẽ ở trên đây. Cô có một cái nam châm hình chữ U, cực bắc là ký hiệu bằng chữ N và màu xanh, cực nam là ký hiệu bằng chữ S và màu đỏ như thế này. Bây giờ cho như vậy thì các em thấy đường sức từ là những đường thẳng mà đi từ dưới lên trên. Và bây giờ ta đặt một cái đoạn dây dẫn
là M1, M2 này. M1, M2 có chiều dài là L, vuông góc với các đường xúc từ. Lưu ý cho cô này, em quan sát đường xúc từ từ dưới lên thì cái dây dẫn này đặt ngang. Như vậy thì cái sợi dây này sẽ vuông góc với các đường xúc từ. Và cô giả sử như trường hợp cái sợi dây M1, M2 này được treo nằm ngang nhờ hai cái sợi dây mảnh, đó là OM1 và O2M2, có hai đầu là điểm O1 và điểm O2 này thì được giữ cố định nha các em. Dòng điện nó sẽ đi là từ O1, đây các em quan sát chiều của dòng điện là cái vector màu hồng này các em này, đi từ vector O1 đi xuống đây và đi ngược lên dòng điểm O2 theo chiều là từ M1 đến M2 như thế này. Và các em quan sát rằng là khi mà chưa có dòng điện chạy qua, khi mà chưa có dòng điện chạy qua cái đoạn M1, M2 này thì là O1, M1 và O2, M2 hai cái dây này nó có phương là thẳng đứng, là do tác dụng của trọng lực của M1, cái thanh M1, M2 này cân bằng với cái lực căng của cái sợi dây O1, M1 và O2, M2. Đấy, các em lưu ý cho cô. Đây, khi mà chưa có dòng điện thì là hai cái thanh O1, M1, O2, M2 này nó là nằm cân bằng các em nha. Tiếp theo nữa là bây giờ khi mà cô cho cái dòng điện Y nó chạy qua M1, M2 và nó đi theo cái chiều, các em quan sát chiều mũi tên của dòng điện này, nó đi từ O1, M1 đến M1 đến M2 và từ M2 đến O2. Như vậy thì các em thấy là khi mà có dòng điện chạy qua, giống như trong thí nghiệm lúc nãy các em mới quan sát, thì các em thấy rằng là khi có dòng điện chạy qua thì nó sẽ xuất hiện một cái lực từ là vector F, nó tác dụng lên cái đoạn dây M1, M2 này, làm cho là cái lực từ F này nó đẩy, nó hướng cái dòng điện lực từ F hướng ra xa như thế này các em. Hướng ra xa như thế này, nó đẩy cái dòng điện đi ra, giống như các em mới vừa quan sát cái thí nghiệm xong. Và các em quan sát cho cô này, M1, M2 này thì vuông góc với các đường xúc từ. Đường xúc từ là các cái mũi tên đi từ hướng dưới lên. Và cái lực vector F này lại cũng vuông góc với các đường xúc từ. Như vậy thì là, đây, các em quan sát này. Đấy, lực vector F này là vuông góc với các đường xúc từ. Như vậy thì các em có kết quả rằng là cái vector F nằm ngang và có chiều như cái hình vẽ như thế này. Và qua cái thí nghiệm mà cô chiếu trên YouTube cho các em xem á, thì các em thấy rằng là cái vector F này sẽ tạo với từ trường vector đường xúc từ này một góc là 90 độ. Thì cô có thể biểu diễn cụ thể hơn để các em nhìn trên cái hình ảnh như sau. Giả sử như đây là chiều của đường xúc từ hướng là từ dưới lên trên nha các em nha. Mũi của tên của dòng xúc từ là hướng từ dưới lên trên. Dòng điện Y là có chiều đi vào. Đi vào là ký hiệu bằng dấu nhân hoặc là dấu cộng các em nha. Một cái là hướng từ dưới lên, một cái là dòng điện đi vào, các em quan sát bằng chiều bàn tay trái nhé. Chiều của dòng điện là chiều từ cổ tay đến ngón tay, các em cho đi vào. Đường xúc từ là đi từ dưới lên thì các em phải úp cái lòng bàn tay trái xuống để hứng lại các đường xúc từ. Ngón tay cái này nó chọi ra 90 độ thì chính là chiều của lực từ. Đây chính là chiều của lực từ F các em. Cái góc theta này là góc hợp bởi phương của cái lực tổng hợp và cái phương thẳng đứng như thế này. Thì các em thấy là cái lực tơ F này sẽ có độ lớn là được tính là bằng F sẽ bằng M nhân P nhân tan của góc theta. MP này chính là trọng lực P các em. Trọng lực P các em nha, lưu ý cho cô đây là trọng lực P này. Trọng lực hướng xuống dưới của cái sợi dây là trọng lực P, lực này là trọng lực P này. Cái lực này là lực tổng hợp này, còn cái độ dài đường nét đứt này nó bằng độ dài, độ lớn của lực F. Như vậy thì F sẽ có độ lớn là bằng M nhân G nhân tan theta. Phần này các em chưa ghi nha. Khi nào cô bảo các em ghi thì các em sẽ ghi. Như vậy thì các em quan sát này. Chiều của vector đường xúc từ là hướng từ dưới lên. Các em lấy bàn tay trái đi. Hướng từ dưới lên như vậy thì các em sẽ phải úp cái lòng bàn tay trái xuống phía dưới để cho là đường xúc từ xuyên từ dưới xuyên lên thì mình có thể hứng được cái đường xúc từ. Chiều của dòng điện là chiều của từ cổ tay đến ngón tay. Các em thấy đang đi vào. Các em cho chiều dòng điện đi vào. Ngón tay cái chọi ra 90 độ. Như vậy thì các em thấy rằng là hướng của dòng điện này, hướng của đường xúc từ và hướng của lực F này sẽ tạo thành một cái tam diện thuận. Do đó là để các em quan sát lại thí nghiệm nhé. Chiều của cái lực từ F này các em, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiều của dòng điện và chiều của đường xúc từ, các em lưu ý cho cô. Bây giờ các em quan sát thí nghiệm này. Nếu như cô đang để cái nam châm hình chữ U có hai cực bắc nam như thế này,
Đường xuất từ đang có hướng như vector B, các em lưu ý này, từ Bắc sang Nam. Các em quan sát này. Thì khi đó lực từ F sẽ có hướng là xuống phía dưới như thế này. Tuy nhiên bây giờ mình không để cái lực nam châm hướng như thế này nữa, mình thay đổi nam châm đi. Các em cho nam châm nó thay đổi được đổi cực cho nhau. Thì các em quan sát xem là chiều của dòng điện của lực từ F nó lại hướng lên như thế này. Đấy, và cái qua cái thí nghiệm cô chiếu trên YouTube thì các em cũng thấy rằng là chiều của lực từ F này nó phụ thuộc vào là chiều của cường độ dòng điện và chiều của vector cảm ứng từ nha các em nha. Như vậy thì từ đây các em có một cái nhận xét như sau. Phần nhận xét và cái phần quy tắc bàn tay trái này thì các em ghi đầy đủ vào trong vở ghi của mình giúp cô nhé. Nhận xét thứ nhất đó là lực từ vector F có cường độ được xác định bởi công thức là F bằng M nhân G nhân tan của góc theta. Nhận xét thứ hai, hướng của dòng điện Y. Hướng của dòng điện Y thì và hướng của đường xuất từ và hướng của lực từ F thì tạo thành tam diện thuận. Và cái quy tắc để xác định chiều của lực từ, các em nhớ cho cô này, quy tắc để xác định chiều của lực từ là dùng cái quy tắc bàn tay trái. Vậy thì cái quy tắc bàn tay trái phát biểu như thế nào? Các em nhìn cái bàn tay trái là hình ảnh cô vẽ cho các em dễ hiểu này. Giả sử dòng điện là có chiều từ M1 đến M2 là tương ứng từ cổ tay đến ngón tay. Đường xuất từ đang đi từ trên xuống dưới thì các em phải hứng, phải mở cái lòng bàn tay ra để hứng lại. Đây, chiều đường xuất từ này là hướng từ trên xuống dưới. Là nó xuyên xuống dưới các em này, xuyên xuống phía dưới đây. Thì khi đó các em thấy ngón tay cái này nó chọi ra 90 độ là cho chúng ta được chiều của lực từ. Như vậy thì cái quy tắc bàn tay trái là phát biểu như sau. Để lòng bàn tay trái sao cho vector B hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Khi đó chiều ngón tay cái chọi ra là chỉ chiều của lực từ F. Sau này sẽ có một cái quy tắc, một cái câu hỏi trắc nghiệm tôi hỏi là quy tắc nào dùng để xác định chiều của lực từ, thì các em phải chọn ngay đáp án cho cô, đó chính là quy tắc bàn tay trái. Vậy bây giờ cô sẽ cho các em thời gian khoảng tầm 3 phút để các em chép cái nhận xét này và cái quy tắc bàn tay trái này vào trong vở ghi của mình. Cô cho các em thời gian khoảng 3 phút để các em ghi bài nhé. Các em ghi đầy đủ vào trong phần vở ghi của mình nhé các em.
Như vậy thì cô lại cho các em thời gian để các em ghi bài về phần này và đánh dấu lưu ý cho cô cái quy tắc bàn tay trái nha các em. Và cô nhắc lại một lần nữa, quy tắc để xác định chiều của lực từ là quy tắc bàn tay trái. Lưu ý giúp cô. Bây giờ các em sang phần 2 lớn, đó là phần cảm ứng từ. Các em sang phần 2 lớn là phần cảm ứng từ. Thì như trong phần tiến hành thí nghiệm ở cái mục mà khi cô cho các em xem thí nghiệm ở trong YouTube, thì các em thấy rằng là khi cho Y và L chiều dài nó thay đổi thì cái kết quả là cái thương số là F trên Y nhân L sẽ không thay đổi. Và cái thương số này sẽ phụ thuộc vào tác dụng của từ trường đặt tại cái vị trí mà đặt là phụ thuộc tác dụng của từ trường tại cái vị trí đặt đoạn dây dẫn M1, M2. Do đó là mình có thể coi rằng là cái thương số là B bằng F trên Y nhân L này là đặc trưng cho, là định nghĩa cho cái cảm ứng từ tại cái vị trí mà điểm mình xét, và mình có thể ký hiệu cái vector cảm ứng từ đó chính là B. Vậy thì các em sẽ vào phần một nhỏ là phần vector cảm ứng từ, ký hiệu là vector B. Và cái vector cảm ứng từ này tại một điểm sẽ có đặc điểm như sau. Thứ nhất, đó là có hướng sẽ trùng với hướng của từ trường tại điểm đó. Trùng với hướng của từ trường nha các em. Có độ lớn là B này sẽ bằng F chia Y nhân L. Với L này là bằng chiều dài đoạn M1, M2 nha các em. Chính là chiều dài của dây dẫn. Trong đó F là lực từ tác dụng, đơn vị là Newton. Y là cường độ dòng điện, đơn vị là Ampere. L là chiều dài đoạn dây dẫn, đơn vị là mét. Thì phần này các em ghi bài vào trong vở ghi của mình nhé. Phần này các em ghi vào trong vở ghi của mình. Các em nhớ cho cô là cái thương số F trên Y nhân L thì người ta định nghĩa đó chính là cảm ứng từ tại cái vị trí mình, điểm mà mình đang xét nha các em. Các em ghi giải thích các đại lượng vào. Và các em sang phần 2 nhỏ, đó là đơn vị của cảm ứng từ. Thì như các em đã biết rằng là trong hệ đơn vị SI thì cái đơn vị của cảm ứng từ ký đọc là tesla và sẽ ký hiệu bằng cái chữ T viết hoa như thế này. Và cô sẽ đưa ra một số cái ví dụ về độ lớn của cảm ứng từ. Phần này các em chỉ nhìn theo dõi thôi, chứ các em không cần ghi vào trong vở ghi của mình. Các em chỉ ghi là đơn vị của cảm ứng từ là tesla, ký hiệu chữ T lớn thôi nhé. À, một cái vài ví dụ về độ lớn của cảm ứng từ vector B. Cái này cái giống mũi tên nó lệch ra đây một chút các em. Nhất ví dụ như thế là nam châm siêu dẫn, nam châm điện siêu dẫn thì nó sẽ có từ trường là B bằng 20 tesla. Ví dụ như trên bề mặt của mặt trời thì B sẽ bằng 5 tesla. Hay là nam châm điện lớn nó sẽ có là 2 tesla. Hay là cái nam châm thông thường sẽ có B là bằng 10 mũ trừ 2 tesla. Hay là cái kim nam châm sẽ có 10 mũ trừ 4 tesla. Trái đất thì là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 5 tesla. Cái phần này là có trong cái bảng trong sách giáo khoa trang 127 thì các em có thể tham khảo nha. Bây giờ các em sẽ sang phần 3 nhỏ là phần biểu thức tổng quát của lực từ vector F theo vector B. Các em ghi bài, ghi mục 3 nhỏ vào trong vở ghi của mình. Như vậy thì tất cả các em quan sát này. Trước hết thì ta phải định nghĩa là
Cái vector phần tử dòng điện I nhân vector L chính là cái vector I M1, M2 cùng hướng với dòng điện và có độ lớn sẽ là bằng I nhân L. Như vậy thì các em sẽ có là người ta dựa vào những kết quả thực nghiệm đã nêu ở trên thì người ta có thể xác định được rằng là cái lực từ F này, vector F này tác dụng lên cái phần tử, lên cái một phần tử dòng điện là I nhân vector L này đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ là B sẽ có là thứ nhất là điểm đặt tại trung điểm của M1, M2, tức là trung điểm của cái chiều dài L này. Thứ nhất là điểm đặt tại trung điểm của M1, M2. Thứ hai là có phương vuông góc với mặt phẳng chữ dây dẫn và vector cảm ứng từ B. Thứ ba là có chiều tuân theo cái quy tắc bàn tay trái và có độ lớn là F sẽ bằng I nhân L nhân B nhân sin alpha, trong đó cái góc alpha là góc hợp bởi vector B và vector L. Từ đó các em lưu ý cho cô là vector B là vector hướng lên đây nè. Vector L là vector dòng điện đây nè các em nè. À, xin lỗi, vector L là vector chiều dài của đoạn dây dẫn đây nè. Lưu ý cho cô nhé. Phần này thì đầy các em ghi đầy đủ vào trong vở ghi của mình giúp cô. Bạn nào mà có thể ghi như thế này hoặc là các em có thể nhìn sách giáo khoa ghi phần 4 nhỏ, phần in đậm, in xanh sách giáo khoa trang 127 nha các em. Lưu ý giúp cô. Cô sẽ cho các em khoảng 2 phút để các em ghi bài. Bây giờ các em đã ghi xong bài rồi thì cô sẽ chuyển tiếp sang cái phần những cái kiến thức củng cố và ngày hôm nay cô các em cần phải nhớ của cái nội dung bài học ngày hôm nay. Như vậy thì trong bài học ngày hôm nay các em cần nhớ cho cô là lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện là vector F sẽ có các đặc điểm như sau. Thứ nhất đó là điểm đặt là đặt tại trung điểm của dây dẫn. Thứ hai là phương vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn, tức là chứa dòng điện I và vector cảm ứng từ B. Chiều thì tuân theo cái quy tắc bàn tay trái. Độ lớn là F bằng B nhân I nhân L nhân sin alpha. Lưu ý cho cô lực thì đơn vị là Newton. Và cô nhắc lại một lần nữa, quy tắc dùng để xác định chiều của lực từ đó chính là cái quy tắc bàn tay trái. Các em lưu ý cho cô nhé. Nội dung thứ hai, các em cần nhớ đó là về vector cảm ứng từ B. Vector cảm ứng từ B tại một điểm này sẽ có hướng. Thứ nhất là trùng với hướng của từ trường tại điểm đó. Thứ hai nữa là có độ lớn là B bằng F chia I nhân L. Đơn vị của cảm ứng từ B là Tesla và ký hiệu là cái chữ T lớn. Các em lưu ý cho cô nha. Phần này là những cái kiến thức trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Các em lưu ý và để vận dụng những cái kiến thức này thì bây giờ cô sẽ cho các em làm một số câu hỏi trắc nghiệm để các em nắm vững kiến thức hơn về cái bài học ngày hôm nay các em nha. Câu thứ nhất, phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện. Đáp án A, vuông góc với phần tử dòng điện. Đáp án B, cùng hướng với từ trường. Đáp án C, tỷ lệ với cường độ dòng điện. Đáp án D là tỷ lệ với cảm ứng từ B.
Như vậy thì các em thấy rằng là trong bốn đáp án ABC này mà tìm đáp CD, tìm đáp án sai. Các em lưu ý cho cô này, lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện mà lại cùng hướng với từ trường là không đúng. Các em lưu ý cho cô là không đúng. Bởi vì lực từ là có phương là vuông góc với vector L, vector B. Mà ở đây nó lại nói là cùng hướng với từ trường. Như vậy cái đáp án sai của câu này chính là đáp án B. Các em lưu ý cho cô nha. Các em sang cái câu số 2. Phần này là giống phần trắc nghiệm tự luận. Các em lưu ý nè. Một đoạn dây dẫn dài là 1,5 m. Tức là người ta cho L các em bằng 1,5 m. Các em tóm tắt đi. Mang dòng điện là 10 A. Tức là I bằng 10. Đặt vuông góc trong từ trường đều. Lưu ý cho cô các em. Vuông góc tức là góc alpha các em cho bằng 90 độ. Lưu ý nhé. Có cảm ứng từ B là bằng 1,2 tesla. Như vậy thì nó sẽ chịu một lực tác dụng là bằng bao nhiêu? Lưu ý cho cô, đề cho là các em tóm tắt này. L là bằng 1,5 m. I là bằng 10 A. Vuông góc rồi đó góc alpha bằng 90 độ. B bằng 1,2 tesla. Như vậy thì các em sẽ tính F bằng cái công thức mà cô mới vừa hướng dẫn ở trên đây. Đó là F sẽ bằng B nhân I nhân L nhân sin alpha. Cho hết tất cả các đại lượng rồi là các em có thể tính ngay được lực F. Và lưu ý cho cô các màn hình máy tính các em phải để chữ D nhé. Chứ bạn nào màn hình máy tính mà có chữ R là các em ấn sẽ ra kết quả sai ngay. Vậy thì cái đáp án đúng của cái câu số 2 này chính là đáp án C. Các em sẽ tính ra được F là bằng 18 Newton. Như vậy là qua cái video ngày hôm nay thì cô đã hướng dẫn các em học về nội dung bài lực từ, cảm ứng từ. Hy vọng rằng là sẽ giúp các em hiểu hơn về kiến thức về phần này. Cái nhiệm vụ công việc mà cô giao cho các em đó là về nhà làm cái bài tập 5, 6, 7, sách giáo khoa trang 128. Đồng thời là chuẩn bị cho cô cái bài 21, bài từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Hôm sau cô sẽ dạy về bài này. Cô chào tất cả các em. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau.